Và kính thưa quý vị, bây giờ là cũng chỉ còn 15 phút nữa thôi. Trên kênh Lão Bựa sẽ liver. Tôi cũng chẳng biết Lão có vào đây hay không. Mà tôi cũng được xin nói thưa thật với quý vị, tôi cũng chẳng coi thằng con cặc nào ra con đầu buổi gì hết ạ. Lão Hùng Trần vào Việt Nam tôi cũng đéo ngồi, vì tôi là bố đời. Tôi đéo đi mẹ mày bợ đít hay là khúm núm như thằng Quốc Tuấn, chủ kênh dưới con kẹt, như thằng nhãi danh Trần Anh Tuấn và như tất cả những thằng khác bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng. Náo nức, háo hức đón Việt Kiều. Việt Kiều là cái con cặc đi mẹ, Việt Kiều chẳng là cái con cặc đầu buổi gì đối với tôi cả. Lê Thái, không nên nói như vậy. Một năm cả triệu người Việt kiều về, họ không trực tiếp đóng góp kinh tế cho đất nước thì họ cũng gián tiếp. Nếu không thì tại sao nhà nước Việt Nam phải vội vàng mở rộng cửa du lịch để đón những khách du lịch? Những người du lịch đó có những người Việt kiều. Tại sao lại họ vô can cũng lại chửi họ, chẳng Việt kiều chẳng là cái con cặc gì của tôi hết. Con cặc chẳng phải là cái đầu buồi, thế con cặc không phải là cái đầu buồi thì nó là cái gì? Nha, Việt Kiều thì kệ con mẹ mày chứ nha, nhưng mày vào trong đất nước tao, nói cho cùng mày là khách, tao là chủ. Đi mẹ, tao thích thì tao gặp, mà tao không thích thì tao dí cặn và cần chúng mày. Nhưng những thằng không có lý trí, không có lương tri, không có lòng tự tôn dân tộc và lòng tự trọng bản thân, đi con mẹ thằng Quốc Tuấn, thằng Phan Bàn, thằng Hà Nào nha, thằng Hoàng Lâm, đi mẹ chúng mày là một lũ ăn cứt cho giặc. Còn bố mày đây này nha, bố mày dí cặc vào mặt những thằng đó, nghe chưa? Tao có lòng tự trọng của bản thân tao, tao đéo cần phải gặp, tao đéo thích gặp đấy. Có duyên thì tự khắc sẽ gặp. Đấy, cái vấn đề không gặp Trần Hùng thì tôi nói thật là tôi bản thân tôi cũng không thích Trần Hùng. Anh ở bên Mỹ này tôi cũng đâu gặp, tôi có gặp gặp John McBride thì có, còn Trần Hùng thì chưa. Thế nhưng mà không phải vì như vậy mà mình phải dùng những cái đao to búa lớn, không gặp thì thôi không gặp, làm gì mà phải là tôi là cái con cặc con tiết gì ở trong này. Không nên chửi tất cả các Việt kiều đó là vơ đũa cả nắm. Ok, Lê Thái, cháu có chửi chú, cái gì cháu cứ chửi đi, chú chấp nhận hết. Đã lỡ rồi thì chửi tiếp không sao, nhưng mà mang tất cả Việt kiều ra chửi như vậy không được. Cháu đang chửi vào mặt nghị quyết 36 khi cháu nói cái câu đó. Đỏ da vàng nó phải là như thế. Rồi, kính thưa quý vị, bây giờ là cũng chỉ còn 15 phút nữa thôi. Trên kênh Lão Bựa sẽ liver. Tôi cũng chẳng biết Lão có vào đây hay không. Mà tôi cũng được xin nói thưa thật với quý vị, tôi cũng chẳng coi thằng con cặc nào ra con đầu buổi gì hết ạ. Lão Hùng Trần vào Việt Nam tôi cũng đéo ngồi, vì tôi là bố đời. Tôi đéo đi mẹ mày bợ đít hay là khúm núm như thằng Quốc Tuấn, chủ kênh dưới con kẹt, như thằng nhãi danh Trần Anh Tuấn và như tất cả những thằng khác bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng. Náo nức, háo hức đón Việt Kiều. Việt Kiều là cái con cặc đi mẹ, Việt Kiều chẳng là cái con cặc đầu buổi gì đối với tôi cả nha. Việt Kiều thì kệ con mẹ mày chứ nha, nhưng mày vào trong đất nước tao, nói cho cùng mày là khách, tao là chủ. Đi mẹ, tao thích thì tao gặp, mà tao không thích thì tao dí cặc và cần chúng mày. Nhưng những thằng không có lý trí, không có lương tri, không có lòng tự tôn dân tộc và lòng tự trọng bản thân, đi con mẹ thằng Quốc Tuấn, thằng Phan Bàn, thằng Hà Nào nha, thằng Hoàng Lâm, địt mẹ chúng mày là một lũ ăn cứt cho giặc. Còn bố mày đây này nha, bố mày dí cặc vào mặt những thằng đó, nghe chưa? Tao có lòng tự trọng của bản thân tao, tao đéo cần phải gặp, tao đéo thích gặp đấy. Có duyên thì tự khắc sẽ gặp, mà nếu chưa đủ duyên thì đéo phải tìm nhau, nghe chưa? Mà địt con mẹ thằng Quốc Tuấn, mày già rồi mà mày khúm núm mày đi ra ngoài Hà Nội mày
Mày mày gặp thằng Súc Vật Hoàng Dư Hùng. Tao nhìn vào hình ảnh của mày đó, còn đó, nó là nỗi nhục cho dòng tộc gia đình mày đó, địt mẹ thằng Quốc Tuấn ạ. Chủ kênh cho con cặp và thằng Trần Anh Tuấn, thằng nhãi ranh. Mày đi theo nó, tao nhìn mày hèn lắm và nhục lắm. Và tao khuyến cáo tất cả lũ mày, địt con mẹ cả thằng chủ kênh Thánh Gióng TV, thằng Táo Tàu nhá. Với lão Phan Bàn, chúng mày đi chết đi. Hình ảnh con đó, và đây là một giai đoạn lịch sử mà làm cho chúng mày thấy cuộc đời này, khi chúng mày đậy nắp quan tài vào, con cháu chúng mày còn sống ở trên đời này còn vẫn nhục. Còn địt mẹ mày, bố Thái mày đây này nhá, đái vào mặt những thằng nào là kiều bào giàu có đến cỡ mấy, chúng nó đéo so gì với người dân Việt Nam mà. Tại sao lại cái đáy mà mặt kiều bào chúng nó chẳng to gì đối với dân Việt Nam? Có những thằng Việt kiều nó về nó khoe khoang, nó lường gạt, có thì tôi đã nói rồi, có người xấu người tốt. Tại sao tự nhiên chửi tất cả Việt kiều, bây giờ lại chửi đó là đáy vào mặt cái người ta nữa, chửi người ta xong rồi lại còn đáy vào mặt Việt kiều? Vậy thì đáy vào nghị quyết 36 trước đi nhé, đừng để cho tụi nó, những cái đám con nhang Hoàng Duy Hùng nó lợi dụng để nó chửi ngược lại cho mình đấy, mình đưa đạn cho nó bắn mình đấy. Trong nước cả nhá, thằng nào thích thì đến gặp tao, nghe không? Tao đéo cần phải đi gặp thằng con cặc nào cả. Vì ai, vì đâu? Vì tao là người Việt Nam, tao là con. Thì mình đàn ông thì mình đâu đi gặp con cặc nào, mình phải đi gặp cái khác chứ đâu đi gặp con cặc gì lắm. Con cháu của người cộng sản có lòng tự tôn dân tộc, có lòng tự trọng bản thân, thằng nào thích thì đến tìm tao, tao dí cặc phải đi tìm thằng nào. Địt con mẹ chúng mày ngu lắm nha, đi mẹ thằng Quốc Tuấn, thằng Phan Bàn, thằng Hà Nào, thằng Hoàng Lâm, chúng mày đi chết đi. Ok, nhớ nhá những gì tao nói đó. Tạm biệt quý vị nha. Đây Nhân đây là video 528. xin nói lời chân thành, rất là tạ lỗi với một người phụ nữ cực kỳ thuần Việt, tài năng, xinh đẹp, đó là bà ca sĩ Lệ Hằng, vợ của ông Nguyễn Phương Hùng. Tôi không có ý chửi bà, nhưng vì tại bà đẹp, tại bà tài năng, và tôi ghét nhất là cái tội bà yêu ông Hùng bựa quá, Các là bạn thấy cái này vô duyên không? Nó làm giống như là nó thầm yêu trộm nhớ ca sĩ Lệ Hằng hay sao, tại vì bà đẹp, tại vì bà cái này này kia. Cái chuyện vô duyên, người ta vợ chồng người ta sẽ sống với nhau cả ba mươi mấy 40 năm mà bây giờ tự nhiên nó bảo người ta như vậy, có phải nó cố tình nói câu này có làm chia rẽ gia đình người ta không? Nếu tôi một thằng đàn ông ghen, tôi nghe câu này tôi sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà tôi vợ chồng chúng tôi hiểu nhau, rất hiểu nhau. Ok, nói tiếp đi. làm cho ông ấy hạnh phúc. À. Vì vậy bà đã trở thành phương tiện để tôi làm cho ông Nguyễn Phương Hùng đau đớn. Tôi chửi ông Nguyễn Phương Hùng thì không khác gì là muỗi đốt inox, không khác gì thằng xỉu đá nó chửi tôi, thằng Sài Gòn vo ve nó chửi tôi. Cho nên tôi đành phải mượn bà làm phương tiện để tôi chửi ông Nguyễn Đấy, nghe chưa? Phương Hùng. Cho nên trên không gian mạng này, Lê Thái nói chung là cúi đầu xin lỗi bà ca sĩ Lệ Hằng, một người phụ nữ tôi đã nói là rất thuần Việt, tài năng. Có thể sẽ không bao giờ có sự tha thứ nào cho tôi cả, nhưng mong bà thông cảm, tôi là người Việt Nam. Tôi làm tất cả vì quyền lợi của tôi, gia đình tôi, quê hương tôi và dân tộc tôi. Đôi lúc nó cũng hơi chó má tí. Nó thuộc Nhưng mà vợ chồng tụi tôi đâu có làm gì hại cho dân tộc bây giờ mà đồng bào với lại Việt Nam gì đâu. thủ đoạn một tí. Đôi lúc cần phải thủ đoạn. Nhưng mà tôi thân hèn phận yếu, đôi khi cũng phải hơi thủ đoạn một tí. Người bị ảnh hưởng là bà. Nhưng nếu bà là người phụ nữ sinh ra trên đất nước này thì bà cũng có thể thông cảm được, bởi lẽ tôi làm tất cả cũng chỉ vì bảo vệ quê hương đất nước của tôi.
trong đó có phần của bà. Tại sao lại bảo vệ được quê hương đất nước của tôi lại phải chửi bà Lệ Hằng, mà trong đó có phần của bà Lệ Hằng, bà làm cái gì ở trong đó? Dù gì bà cũng nói tiếng Việt, và nơi chôn rau cắt rốn của bà là ở nơi tôi đang bảo vệ. Nhân đây cũng xin... Tại sao có những người đàn bà, rất nhiều người, trong số mà 4 triệu rưỡi người ở hải ngoại này, có rất nhiều đàn bà mà lại chỉ có bà Lệ Hằng bị thôi? Là tại vì muốn để cho chửi ông Nguyễn Phú Hùng, làm cho ông Nguyễn Phú Hùng đau đớn, thành ra phải chửi bà, đúng không? Y chang cái sách của tội chống cộng cơ quan ở ngoài này. Thằng Ngô Kỳ nó nói rằng bây giờ muốn đập thằng Nguyễn Phú Hùng, nó về Việt Nam bưng bô cho cộng sản thì chỉ có mang con vợ này ra. Và thằng Ngô Kỳ gọi Lệ Hằng là con đĩ, và bây giờ tới lượt người trong nước gọi Lệ Hằng là con đĩ. Nhắn gửi tới bà ca sĩ Lệ Hằng, bà có một người chồng cũng nói tiếng Việt, sinh ra trên đất nước này, bởi vậy cũng có phần của chồng bà trong. Tôi biết nói tiếng Việt thì là có cái có phải là lý do mà tội lỗi hay không, có tội với cái dân tộc hay không? Công lao của tôi, chồng của bà là ông Nguyễn Phương Hùng, tại một thời điểm nhất định cũng đã cùng tôi chống lại thằng súc vật Hoàng Duy Hùng và thằng Trường Mõm Lông. Với tôi, kẻ thù của kẻ thù có là bạn hay không thì bắt đầu từ bây giờ mới xét. Còn trước đó là sự lợi dụng lẫn nhau thuần túy. Thế chưa? Cho tới ngày hôm mà cái video này đã nói đó, thì video này là ngày 11, còn video trước ngày mùng 8, xin lỗi, thì 11, thì tính từ đó cho trở về trước coi như là chỉ sự lợi dụng. Lê Thái xác nhận chỉ sự lợi dụng, còn kẻ thù của kẻ thù là bạn mình, có nghĩa rằng là chống Hoàng Duy Hùng chưa chắc đã là bạn của Lê Thái. Từ giờ phút này trở đi sẽ hậu xét, có nghĩa rằng Lê Thái không tin tôi, thành ra Lê Thái mới chửi như vậy. Thì Tùng Thanh nói rằng cố tình đem vợ chồng Hùng, anh Hùng ra để làm khổ nhục kế. Thì khổ nhục kế cái gì? Bây giờ Lê Thái nói rõ ràng đấy. Cái gì từ trước thì là chỉ là sự lợi dụng. Còn kể từ ngày 11 tháng 3 về sau này đó thì hậu xét. Dù gì bà cũng nói tiếng Việt, và nơi chôn rau cắt rốn của bà là ở nơi tôi đang bảo vệ. Nhân đây cũng xin nhắn gửi tới bà ca sĩ Lệ Hằng, bà có một người chồng cũng nói tiếng Việt, sinh ra trên đất nước này, bởi vậy cũng có phần của chồng bà trong công lao của tôi. Chồng của bà là ông Nguyễn Phương Hùng, tại một thời điểm nhất định cũng đã cùng tôi chống lại thằng súc vật Hoàng Duy Hùng và thằng Trường Mõm Lông. Với tôi, kẻ thù của kẻ thù có là bạn hay không hậu xét thì bắt đầu từ bây giờ mới xét. Còn trước đó là sự lợi dụng lẫn nhau thuần túy, mà lợi dụng lẫn nhau thì có thể gọi là, đấy, bà xã tôi về đó, thì có thể gọi là vận dụng sáng tạo, sòng phẳng, không ai nợ ai. Ông Nguyễn Phương Hùng là người đã giúp cho tôi lập kênh, điều này không phải là tôi không làm được. Nhưng tôi khái niệm rằng lấy súng của giặc đánh giặc nó mới thú vị. Đó mới là bản chất tôi. Mà đó cũng là sự khác biệt của tôi với lũ bưng bô cho thằng Súc. Đó là phủ nhận cái công tôi làm cái video bây giờ cho tới ngày hôm nay. Mà lúc đầu tôi đã mở màn rồi đó, tôi đã nói rồi đó, tôi không lấy tiền, không mở chế độ kiếm tiền này trong cái YouTube của Lê Thái. Rất may tôi sáng suốt, tôi không lấy tiền
trong đó. Nếu mà tôi lấy tiền bây giờ, giờ này còn bị mang tiếng nữa. Tôi đã thông minh đến cái mức nghĩ trước là có một cái ngày như thế này. Thành ra tôi không bật chế độ kiếm tiền trong cái kênh của Lê Thái mất nổ. Lúc bật Hoàng Duy Hùng nhục. Xin bà Lệ Hằng gửi tới ông Nguyễn Phương Hùng, người chồng thân yêu của bà. Tôi rất nể ông ấy. Và tôi biết chắc rất nhiều kẻ bưng bô cho Hoàng Duy Hùng ghen tị với hạnh phúc của ông ấy mà bà mang lại. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. Tuy nhiên, là đàn ông mà dám chơi thì cũng dám chịu hậu quả. Tôi là người sống tương đối phủi và sòng phẳng nếu nói về tình nghĩa. Bởi vậy, trong quá khứ, ông Nguyễn Phương Hùng đã có những điều làm đau lòng người dân Việt Nam. Thì bây giờ tôi cũng sẽ làm cho ông ấy. Lê Thái, nếu được, không phải là mình khơi lại câu chuyện này, nhưng nếu được, Lê Thái hãy chứng minh lời nói của mình giống như cái bọn giặc. Ông Nguyễn Phương Hùng đã làm gì có hại cho đất nước? Còn nếu nói rằng tại vì trước 30 tháng 4 năm 1975 tôi ở miền Nam, tôi đi lính, tôi là ngụy và bây giờ tôi qua Mỹ, tôi ăn bơ sữa của Mỹ là một cái tội, thì yêu cầu, Lê Thái yêu cầu nhà nước Việt Nam bỏ cái nghị quyết 36 này. Đừng kêu gọi Việt Kiều về nữa, bởi vì Lê Thái mới chửi tất cả các Việt Kiều, kể cả Trần Hùng là người cũng đã từng chửi Hoàng Duy Hùng, thì cũng bị Lê Thái chửi luôn. Hình như Lê Thái có một thành kiến với Việt Kiều hay sao? Mà đã coi đó là một cái tội, thì có lẽ là mình cũng nên chấm dứt tất cả những cái gắn bó mình có. Người đau lòng, ông ấy chửi bới hay ông làm điều gì đó liên quan tới Bác Hồ của chúng tôi, liên quan tới quyền lợi của người dân Việt Nam chúng tôi ở một giai đoạn nhất định. Thằng Hoàng Duy Hùng đấy, thằng Hoàng Duy Hùng đấy, nó ở 6 tuần ở Việt Nam mà các bạn ở Hà Nội có làm gì nó được nổi không? Bây giờ nó lại thơ thới, nó về bên này, nó quay ngược trở lại, nó chửi. Có hai quốc gia, mà Việt Nam Cộng Hòa là một, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, lúc đó là Việt Nam Dân Chủ, là một. Có dám làm gì nó không? Làm cho tôi đau lòng. Trước đó tôi không biết, tôi không đau mấy. Bây giờ tôi biết, tôi cũng đau. Thấy chưa? Tùng Thanh nghe chưa? Cái video sau này còn nặng hơn cái video trước. Thì tôi sòng phẳng với ông Nguyễn Phương Hùng. Vâng, cứ ông chửi cha tôi thì tôi chửi vợ ông. Bởi vì... tôi chửi cha Lê Thái hồi nào ra? Ý Lê Thái nói rằng là những người bộ đội trước đã nhảy vào, tức là trước 30 tháng 4, 75. Thế như vậy nghị quyết 36 thằng Hoàng Duy Hùng nó nói ra về, nó nối lại đấy. Có lẽ là nó đúng. Chỉ có chửi vợ ông thì ông mới đau. Còn nếu mà tôi chửi ông, hòa cả làng, ngu gì tôi chửi ông. Tôi phải chửi vợ ông mới được. Cho nên là bà ca sĩ Lệ Hằng là phương tiện để tôi làm cho ông đau lòng, chứ không phải là mục đích. Thưa với bà ca sĩ Lệ Hằng là tôi nói chính xác là như vậy. Nhưng sau khi tôi đã có đủ những gì tôi cần do Mỹ Châu đó mang lại đó, mà tôi chỉ đạo Trọng Thủy đó nha, thì tôi chơi một cuộc sòng phẳng. Tôi và ông Nguyễn Phương Hùng
không còn liên đới gì với nhau, liên quan tới thằng Hoàng Duy Hùng. Tôi có đường đi của tôi. Ông Nguyễn Phương Hùng có đường đi tự quyết của ông Nguyễn Phương Hùng mà không liên quan gì tới tôi cả. Giờ Lê Thái nói dứt khoát đấy. Có thể nó vẫn giống nhau. Cái đích của ông Nguyễn Phương Hùng nó cũng giống tôi, nhưng không liên quan. Tôi đã củng cố được lực lượng, đã có nhiều kênh mới, có nhiều những tiếng nói mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, cũng rất trí tuệ. Ví dụ như là chị Bích Nguyễn, ví dụ như anh Quang Phố Cổ, Vương Sứt, và đặc biệt ổ nhóm 34 người phản biện, đập Hoàng Duy Hùng, vặt Mõm Lông, và nhiều kênh khác nữa như Phạm Thành Đô, vân vân. Tôi nói còn hôm nay ngồi đây phải để kể, không phải để liệt kê. Nhưng tóm lại, Lê Thái đã củng cố được lực lượng, có cả chân trong lẫn chân ngoài, mà còn nhiều chân trong khác nữa. Trọng Thủy nhiều lắm, Mỹ Châu thì cũng không kém. Nhưng hôm nay công bố đến đâu thì biết đến đó. Đấy, những kẻ đứng đằng sau thằng Hoàng Duy Hùng đã phò mặt ra là tôi thỏa mãn rồi, tại thời điểm này, tại giai đoạn này. Còn phim dài lắm, tôi là bố đời, xin lỗi, tao là bố đời của cái đám bưng bô thằng Hoàng Duy Hùng. Chúng mày không lường được những gì tao nói và tao làm đâu. Biết trước được thì còn gì là phim. Chính vì thế, hôm nay sau 2-3 ngày gì đó, tôi lên một cái clip tôi chửi bà Lệ Hằng. Thực ra mà nói đó là điều tôi không muốn. Nhưng tôi biết rằng ông Nguyễn Phương Hùng rất yêu bà Lệ Hằng. Thì bây giờ phải thọc vào tim ông ấy bằng cách là chửi bà Lệ Hằng thì mới được. Ông ta đau thật. Thế là tôi mãn nguyện rồi. Câu đó là Ngô Kỳ nó cũng đã từng nói. Ngô Kỳ nói cách đây 11 năm. Bây giờ muốn cho thằng Hoàng, cho thằng Nguyễn Phương Hùng không về Việt Nam bưng bô liếm đít cộng sản nữa thì phải chửi con Lệ Hằng. Nhưng cái chiêu đó đã không thành công với vợ chồng chúng tôi. Bây giờ Lê Thái lại đi vào vết xe của Ngô Kỳ. Tôi không muốn dùng cái chữ, hóa ra Ngô Kỳ và Lê Thái giống nhau à? Lê Thái có trình độ hơn là Ngô Kỳ nhiều lắm. Lê Thái học cao, học rộng, có đầy đủ hết cả mọi thứ. Mà tại sao Lê Thái lại có những cái ý nghĩa tầm thường như vậy? Mà tại sao căm thù Nguyễn Phương Hùng đến cái mức mà phải chửi một người phụ nữ vô can, chính bản thân mình cũng không quen biết nữa, mà phải đi làm những cái chuyện như vậy? Xong không chơi thẳng với lại ông Nguyễn Phương Hùng, mà lại phải chửi qua bà Lệ Hằng. Nhưng như thế là hòa nhá. Một đều. Ông chửi cha tôi chửi vợ ông. Tại sao là tôi chửi cha của Lê Thái hồi nào? Ý Lê Thái nói cha Lê Thái tức là những cái thế hệ trước đúng không? Tức là trước ngày 30/4/75 đó là tôi chửi đánh nhau ở miền Bắc, tức là tôi là chửi cha của Lê Thái đúng không? Ý Lê Thái nói như vậy. Thế giờ Lê Thái chiếm được miền Nam thay vì thống nhất thì nói là trả thù được, là một điều. Cái đó là đi hoàn toàn sai lạc hết, đi ngược lại tất cả chủ trương của nhà nước. Nhà nước không bao giờ chủ trương ngày 30/4/75 là ngày mà trả thù ở miền Nam, một điều. Nha. Một điều hòa. Chính thức hôm nay tôi tuyên bố tôi với ông Nguyễn Phương Hùng là hòa. Một điều, và tôi đã dập đầu xin lỗi một người phụ nữ Việt Nam phần Việt xinh đẹp và tài năng, đó là ca sĩ Lệ Hằng. Chỉ rất tiếc là bà lại là vợ ông Nguyễn Phương Hùng, thì đành tôi phải chửi bà thôi. Tôi đâu có muốn đâu. Có nghĩa là ai, bất cứ ai là vợ của Nguyễn Phương Hùng đều bị chửi như vậy, phải ông Lê Thái? Cảm ơn. Đó là phần tôi xin lỗi bà ca sĩ Lệ Hằng trên không gian mạng, rất chân thành, thẳng thắn. Xin lỗi là tại vì là muốn chửi ông Nguyễn Phương Hùng. Chứ nếu mà người khác thì bà Lệ Hằng không bị chửi đúng không?
Nếu mà bà vợ của ông Nguyễn Phương Hùng là bà Bích Hằng đấy chẳng hạn, đấy, trùng tên với lại vợ Hoàng Duy Hùng đấy, thì chắc là không bị chửi. Nhưng mà tại vì bà là vợ của ông Nguyễn Phương Hùng thành bà bị chửi. Trong khi đó con le le đó chưa bao giờ đóng vào một kép được Lê Thái gọi con đĩ le le và chửi thậm tệ. Mặc dù thằng Nguyễn Quang Trường nó lấy 5 triệu đồng tiền Việt Nam cứu trợ bão lụt miền Trung của Lê Thái, mà con vợ của nó là con le le vẫn không bị chửi. Thế có đau không hả thưa quý vị? Bây giờ đến phần ông Nguyễn Phương Hùng. Sau 2-3 ngày tôi lên clip, tôi cũng phải công nhận ông là một người đàn ông tuyệt vời. Đối với người vợ của ông quá yêu thương vợ đi. Tôi thua ông. Tôi yêu vợ tôi cũng như Lê Thái yêu vợ Lê Thái, có phải là cái tội hay không? Và đối với tôi, một người đàn ông nhỏ tuổi hơn, nói chung đáng tuổi con cháu, rất nể phục ông và tôi học ông. Đây là lần thứ hai tôi học ông. Lần trước tôi cũng đã coi cả hai thằng Hùng chẳng thằng chó nào ra gì. Clip vẫn còn đó, ông còn đăng lại mà. Nhưng ông cũng chẳng chả treo gì với tôi cả. Thì tôi và ông trong một giai đoạn nhất định cũng đã lợi dụng lẫn nhau, yểm trợ nhau để đánh giặc. Chúng ta cũng có quyền lợi chung, chia đều, mỗi thằng một nửa, thằng nào cũng thỏa mãn. Nhưng có một điều khác biệt giữa ông và thằng súc vật Hoàng Duy Hùng. Đó là thằng Hoàng Duy Hùng ấy, có được thằng Bảo Beo tặng cho đến 1 tỷ chữ nhẫn thì nó cũng, xin lỗi là nó cũng cắn rái ông Nguyễn Phương Hùng về chữ nhẫn. Chữ nhẫn của ông ở đây còn thêm là chữ đại nữa, gọi là đại nhẫn. Nhẫn tôi đó. Vậy thì tại sao ông lại nhẫn tôi làm gì nhỉ? Lẽ ra ấy, ông nên chửi cha mắng mẹ tôi một vài lần hoặc là chửi suốt đời tôi đấy. Thì tôi lại thấy đỡ ân hận. Khổ cái thân tôi ấy, ông lại, tôi chửi vợ ông đau đớn, ông quằn quại. Mà ông lại không chửi lại tôi, thành ra tôi lại mắc nợ. Thế nó mới khổ đấy. Mà tôi cũng chưa biết lý giải là tại sao ông lại nhẫn tôi. Câu chuyện còn rất dài. Từ từ chúng ta lý giải. Nhưng ngay trong clip này, tôi cũng xin cúi đầu cảm ơn ông Nguyễn Phương Hùng rằng ông đã dạy cho tôi, cũng là đàn ông với nhau cả, sống ở trên đời cần phải có chữ nhẫn, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người và đúng mục đích. Tôi trộm nghĩ không biết có đúng hay không, có lẽ ông nhẫn tôi là vì tôi, mà tôi thì là con cộng sản sống trong cái đất nước Việt Nam này. Tôi đã từng tuyên bố sanh dờn rằng ai muốn chơi với tôi thì phải vì tôi. Đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm như ông, không mang quốc tịch Việt Nam và đã từng chống phá. Thì muốn chơi với tôi phải tôn trọng nơi tôi sinh ra, lớn lên, thể chế tôi đang chấp hành. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi luôn luôn cái này là Lê Thái đi hơi quá xa. Những cái điều này đã sẽ tạo thêm một những người chống cộng cực đoan kết tội Nguyễn Phương Hùng phải tuân theo những cái gì Lê Thái đòi hỏi, và đối với họ Lê Thái nói tức là cộng sản nói. Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ bắt tôi phải ký một cái tờ giấy nào. Tôi về Việt Nam 30 lần chưa ký một cái tờ giấy nào cam kết sẽ phải làm cái gì và không làm cái gì. Chưa bao giờ. Và tôi đi Đông, đi Tây, đi Bắc, đi Nam, tôi đi tự do mà chưa bao giờ phải xin phép là ngày mai tôi đi chỗ này, ngày mốt tôi đi chỗ kia như thằng Hoàng Diều.
Mà tại sao giờ này tự nhiên Lê Thái hết chửi vợ chồng chúng tôi thì lại bắt rằng là bây giờ nếu mà còn muốn tiếp tục phải làm theo Lê Thái cái này cái kia. Thì từ ngày 11 tháng 3 cho tới bây giờ, những người bây giờ đó, họ đã nghe cái video này từ hôm 11 tháng 3, họ nghĩ sao? Họ nghĩ à, cái thằng Hùng ngó ra, nó sợ là Lê Thái thật. Nó phải làm theo lời Lê Thái. Tôi đã nói trong cái kênh của tôi, kbchntv.net, okay. Tôi chưa làm việc với bất cứ một sức ép nào và bất cứ một cái áp lực nào. Là quần chúng nghe theo, tôn trọng vai trò, thừa nhận vai trò lãnh đạo thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt gần 100 năm qua, qua nhiều thế hệ, từ đời cha đời ông tôi. Gia đình tôi bây giờ đều đang được hưởng những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại, không những chỉ tôi mà toàn dân Việt Nam. Bởi thế nếu ai muốn chơi với tôi mà không mang quốc tịch Việt Nam, nhất lại là thể chế tư bản. Tôi chưa có quốc tịch Việt Nam. Và tôi đã nói tôi không có quốc tịch Việt Nam. Tại vì cái thông hành Mỹ của tôi nó có giá trị rất nhiều nước ở trên thế giới. Tôi không làm doanh nghiệp ở Việt Nam. Tôi không mua nhà mua cửa Việt Nam. Thành tôi không có nhu cầu. Nếu tôi là có doanh nghiệp như anh Đức Đầu Bạc, tôi chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi bắt buộc phải có. Bởi vì nếu mà không thôi thì tôi làm chủ cái nhà chỉ có 49 năm thôi. Không làm được. Sau 49 năm là phải lại nhường lại cho con, cho cháu hay là cái gì. Thật trong qua bây giờ cái tuổi tôi để tôi lấy quốc tịch Việt Nam để làm cái gì trong khi tôi không cần. Trong khi tôi đi rất nhiều nước mà cái thông hành Mỹ, thí dụ như tôi đi Âu Châu cách đây 3 tuần. Tôi đi tất cả các nơi thông hành Mỹ đều có lối riêng, lối đi riêng hết. Thì tại sao bây giờ Lê Thái lại bắt tôi phải như thế này, phải như thế kia? Đó là điều kiện, đặt điều kiện để tôi phải được, nghĩa là làm việc chung với Lê Thái. Tôi không làm việc ở dưới cái hình thức đó. Và Lê Thái lúc nãy có nói rằng Lê Thái có thể làm kênh được. Thì Lê Thái cứ nói một tiếng, tôi đóng kênh Lê Thái nổ. Và Lê Thái nhờ người khác làm. Hay là Lê Thái làm. Thì phải theo tôi. Không có con đường nào khác. Tôi trịch thượng thế đó. Con nhà Cộng sản nó vậy. Mong ông Nguyễn Thượng Phương Hùng hết sức thông cảm. Vậy thì hôm nay tôi chỉ đoán ra. Từ nãy giờ là bỏ hết sức cân quan trọng mà bỏ tôn trọng. Mà từ nãy giờ tôi chưa làm cái gì tội lỗi. Nếu tôi làm lỗi, làm sao tôi về được 30 lần? Thằng Hoàng Duy Hùng nó về được mấy lần? Nó mới về được một lần đầu tiên là nó bị tù. Lần thứ nhì 2019 đi đâu cũng có công an kèm theo. Lần thứ ba này nó chui từ ống cống Campuchia nó về tới Hà Nội. Cũng có đi đâu cũng có công an đi theo. Còn tôi tha hồ đi đâu. Mà kể cả những nơi mà cái là khó khăn như là cái hàng không mẫu hạm, tức là tàu sân bay Kelvinson. Cả hai vợ chồng đều được đi. Tất cả mọi người đều phải có hai cái thẻ. Một thẻ báo chí của cục báo chí, sở báo chí về người ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao và một cái của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi đều có hết. Nếu mà tôi có tội, có lỗi với nhân dân Việt Nam thì làm sao mà tôi được như vậy? Rằng ông vì tôi mà nhận, mà tôi là con Cộng sản, đang được hưởng quyền lợi của Đảng Cộng sản. Tôi thấy thỏa mãn vì điều này. Tôi cảm ơn ông. Tôi tin những gì tôi suy đoán là đúng, mà tôi nghĩ nó cũng chẳng phải. Tôi tin là những gì tôi suy đoán là đúng và cũng chẳng sai. Thế nhưng mà không chứng minh cho tôi được cái gì. Cái khi nào mình nói suy đoán, mình đừng bao giờ khẳng định. Mà nói rằng suy đoán của tôi là đúng. Và tôi lại tin rằng nó không sai.
Thì đừng nói là suy đoán nữa. phải là một phương án nào khác được nữa. Thì xin lỗi vợ ông, tôi xin lỗi rồi. Đấy. Đoán mò về. Xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng không phải là xin lỗi cái lời mà chửi ca sĩ Lệ Hằng bữa trước, mà chỉ là cái giải thích. Tôi dùng bà đó để chửi ông chồng bà. Tôi muốn làm áp lực với ông chồng bà, giống như thằng Ngô Kỳ nó chửi bà là con đĩ. Nếu muốn xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng, ok. Lúc nãy Lê Thái nói rằng ông Nguyễn Phương Hùng dạy tôi được hai lần. Hai lần nhẫn. Lần thứ nhất chửi hai thằng Hùng, tôi đéo tin thằng nào cả. Ok. Tôi không trả theo, mà tôi lại làm bạn. Lần thứ nhì, cái clip trước ngày 8 tháng 3 chửi ca sĩ Lệ Hằng, ngay hôm đó tôi lên video, tôi làm cái giờ của tôi cũng không chửi lại. Và tôi không chửi lại cho tới ngày hôm nay luôn. Thế là Lê Thái học được hai chữ nhẫn của tôi rồi nhé. Và bây giờ tôi dạy thêm một cái nữa. Nếu thật sự xin lỗi cháu Lê Thái, hôm nay trong clip ngày 11 tháng 3 năm 2022, cháu thành thật xin lỗi cô Lệ Hằng, bởi vì cháu có những ức chế về chồng của cô là ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Cháu mới mượn hình ảnh của cô, đối tượng để trả thù, đóng bằng ngoặc kép ông Nguyễn Phương Hùng. Chứ cháu không cố ý gọi cô là con đĩ. Bởi vì cháu biết những cái điều cháu nói không đúng. Và trong lúc tức giận ông Nguyễn Phương Hùng, cháu đã gọi cô là con đĩ. Cháu thành thật xin lỗi và xin được rút lại cái lời nói. Cô Lệ Hằng, Lê Thái không bao giờ và hứa không bao giờ nói cô Lệ Hằng là đĩ, rút lại cái lời nói đó và trong tương lai sẽ không bao giờ nói cái lời đó. Thì đó mới là lời xin lỗi. Còn đây là chỉ là lời giải thích tại sao phải chửi cô, là tại vì ghét cái lão bựa. Thành ra cô là, cô chỉ có một cái lỗi là cô là vợ của lão bựa, thành ra cô bị chửi oan. Còn nếu mà cô Bích Trâm vợ Hoàng Duy Hùng là vợ của lão bựa đó, thì cháu sẽ chửi cô Bích Trâm là đĩ. Nếu mà con Le Le đó, nó là vợ của ông bựa này đó, thì cháu cũng chửi con Le Le là đĩ. Rất may mà Bích Trâm và Le Le không phải là vợ của lão bựa, thành ra chưa đến nỗi phải bị chửi như vậy. Vậy mà cô đã bị chửi là con đĩ. Thế tức là cô thấp hơn cả con Le Le, hay là cháu thù ông Nguyễn Phương Hùng nhiều hơn là thù thằng Nguyễn Quang Trường. Nó đã gạt cháu tới 5 triệu tiền Việt Nam để cứu trợ nạn lụt mà không dám gọi con Le Le là đĩ, là tại vì con Le Le nó ở Việt Nam. Trong khi thằng Sửu Đá đã nói rằng tiền trao cho Le Le có đòi được không? À, tôi rất bình tĩnh. Chữ nhẫn của ông nội đã. Đối với tôi thì tôi cũng đoán mò rồi, là chắc là ông cũng vì tôi mà. Tôi hỏi ông nội Sửu Đá từ nãy giờ tôi nói gì nặng lời không? Tôi rất là bình tĩnh, tôi nói nhẹ nhàng đó. Tôi đâu nóng giận như những lần mà tôi cãi nhau với lại những người khác đâu. Tôi bữa nay tôi rất bình tĩnh. Bởi vì tôi không có gì sai hết. Tại sao tôi phải nóng? Bảo bình tĩnh đi bác Hùng. Cái này từ nãy giờ Lê Thái nói chứ tôi đâu có nói đâu. À, cũng không trả treo lại. Mặc dù rằng ông rất yêu thương vợ, uất hận lắm. Đấy, mà không trả treo. Thì cũng lại nói lời cảm ơn thêm một lần nữa đi. Và bây giờ xin được đặt niềm tin vào ông. Tôi đoán rằng ông vì tôi, vì con một người cộng sản. Thì ở đây ai cũng là con này cộng sản hết.
đâu phải là vì Lê Thái là con người cộng sản mà tôi phải như vậy, và đâu phải vì Lê Thái là con người cộng sản nên có quyền chửi tôi là một thằng ngụy già hay một thằng lão bựa được. Người cộng sản lại càng không nên chửi như vậy, bởi vì người cộng sản rất có nhân văn mà. Tôi đã khen tiến sĩ Lê Quốc Hùng, okay, tổng lãnh sự ở San Francisco, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người cộng sản, tôi không ngờ người cộng sản văn minh và trí thức như là tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng. Tôi đã nói như vậy mà. Ông hãy cứ vì tôi đi. Sợ nhất sống với một người đó mà mình sống vì nó mà nó không hiểu, hoặc là khốn nạn nhất là nó cố tình không hiểu, đó là những kẻ vô ơn, hoặc là dốt nát, hoặc là vừa dốt nát để vừa vô ơn. Nhưng tôi thì có đủ hai tiêu chí: sống biết ơn, biết đủ, biết điều. Tôi đã từng nói trước rồi, không phải hôm nay ngồi đây mới khô môi múa mép với ông Nguyễn Phương Hùng. Bởi vậy, ông Nguyễn Phương Hùng hãy cứ tin thằng Lê Thái. Vì xét cho cùng ấy thì chúng ta là bạn. Tôi không ra mặt ông, không biết tôi bao nhiêu tuổi. Hắn cứ tạm gọi là bạn đi. À, có điều là tôi là người trẻ, ông là người bạn già của tôi. Nếu như có thể, chúng ta sẽ là bạn. Cùng nhau. Ok, lúc nãy thì lại bảo là dứt, bây giờ là nếu có thể, nếu có thể nha, chứ không phải là chưa phải là bạn ấy nha. Đó là lời Lê Thái. Vui buồn. Cùng nhau vì những mục đích của nhau. Tuyệt đối không xung đột lợi ích. Không kéo bè kết đảng. Đặt. Tôi từ xưa nay, Lê Thái, tôi chưa rủ Lê Thái kết bè kết đảng với ai hết. Chưa bao giờ nói Lê Thái gọi người này gọi người kia để chúng ta làm một cái hội nhóm ấy. Chưa bao giờ. Tôi không phải là thằng Hoàng Diêu. Đặc biệt là công cuộc đấu tranh của tôi không liên quan gì với bất kỳ ai. Ông Nguyễn Phương Hùng lúc trước cũng đặt vấn đề là phải chăng tôi bị ảnh hưởng bởi Châu Huỳnh 377 hay ảnh hưởng bởi Bim Bịp Luận. Bây giờ thì là Nguyễn Trung Phạm. Tôi biết, tại vì tôi sau khi tôi coi cái video của Nguyễn Trung Phạm thì tôi biết. Ai ảnh hưởng tôi thì ảnh hưởng, chứ tôi thì là bố đời. Tôi không ảnh hưởng ai cả. Thế tại sao lại phải tự nhiên mang vợ chồng chú ra để chửi? Mà rồi lại cặc gái tùm lum tùm la hết đấy. Ở tuổi tôi, nhận thức của tôi, bản lĩnh tôi, truyền thống gia đình tôi, làm sao mà ai ảnh hưởng tôi được? Nha. Cho nên ông cũng không cần phải băn khoăn rằng hay tôi là một thằng hèn, nhu nhược, bị ai đó dắt mũi, giật dây. Không có đâu. Tôi chưa hề nói là Lê Thái nhu nhược, thằng hèn. Nhưng mà Lê Thái giải thích tại sao Lê Thái lại có cái video năm 22 và video năm 28. Chỉ vì tôi là Việt Kiều, chỉ vì tôi là một thằng ngụy gia. Vậy hai cái lý do đó có chứng, có đúng là để mà lên mà anh em chửi nhau muối mặt như vậy không? Không có chuyện đó. Và hầu hết những người Việt Nam chúng tôi ở trong nước, đặc biệt bây giờ đã là hết mình xong rồi, mẹ mang hết cả hầu hết những người Việt Nam, đặc biệt là những chủ kênh như Châu Huỳnh, như là Bìm Bịp Luận, và như các chú, các bác, anh, các chị ở trong kênh của tôi, những người đồng thuận quan điểm, trừ lũ bưng bô, nó nhu nhược thôi. Còn chúng tôi, mỗi người có bản lĩnh riêng, có cách đấu tranh riêng. Đấy, nhưng tất cả đều đã đạt tới ngưỡng nghệ thuật. Vì thế thì mới có Trọng Thủy và Mỹ Châu. Lũ bưng bô nó không hiểu được tôi đang làm gì. Trong lòng chúng nó có những ai đang là Mỹ Châu. Đấy. Nhưng mà riêng trường hợp Mỹ Châu hôm nay là phải là TR. Bởi vì
do tôi thuần phục. Đúng là một con trâu điên, con trâu cái. À, hành xử rất khốn nạn. Cho nên, Mỹ là phải TR châu. À, nói đi nói lại, nói tái nói hồi nói dài quá sẽ bị lan man mà quên mất cái việc. Chốt lại một điều, tôi cúi đầu xin lỗi bà ca sĩ Lệ Hằng, một người phụ nữ thuần Việt quá tuyệt vời, vợ của ông Nguyễn Phương Hùng. Và tôi với ông Nguyễn Phương Hùng là sòng phẳng. Ông chửi cha tôi chửi vợ ông. Tôi đau kiểu gì thì tôi làm cho ông đau kiểu đó. Hòa nhé. Quý vị thấy không? Tôi chửi cha Lê Thái hồi nào? Cha Lê Thái là ai tôi có biết đâu. Tôi chửi cha thằng Hoàng Duy Hùng nó còn chưa dám nói gì tôi hết. Mà tôi không chửi cha Lê Thái mà Lê Thái lại bảo là bây giờ phải chửi lại tôi để lấy hòa. Cái video này lên tiếng xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng nhưng mà lại nói một cái lời là phải dùng bà Lệ Hằng để đánh ông Nguyễn Phương Hùng. Cái đó lại còn nặng hơn là cái lời mà xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng. Bởi vì Lê Thái chưa chính thức trực tiếp xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng. Mặc dù tôi đã nhắc rồi, tôi đã nhắc Lê Thái trong Zalo là cháu nên trực tiếp nói thẳng với ca sĩ Lệ Hằng thì tất cả mọi chuyện sẽ qua hết. Nhưng mà Lê Thái không làm. Nha, một điều chơi thế cho nó xong thẳng. Không thể cao bằng được. Tôi thì không có kiểu. Anh Lê Thái Nổ gỡ áo anh Khoa giúp một phát. Đang nói liền mạch, đừng đề nghị gỡ áo cái gì cả. Em à, không có nó quên. Bằng có ấy mà. Bằng có áp mà. Cho nên là chốt lại, ơn đền oán trả vừa đủ. Đấy. Có lỗi thì xin, sai thì sửa. Nhân vô thập toàn. Nhưng tôi khẳng khái và tự tin sống giữa cuộc đời mênh mang này, không sợ bố con thằng nào hết. Và tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, đến chủ nợ của tôi bây giờ còn phải gác nợ sang một bên để chơi với tôi. Không có nó bảo là bây giờ tao mất cả tiền, xong bây giờ lại mất cả bạn. Cho nên giá trị tôi ở xã hội này với những người bạn tôi, những người đã biết đến tôi hơi bị lớn và tôi rất tự tin sống. Tôi không hổ thẹn và không nuối tiếc bất kỳ điều gì tôi đã làm ở trên không gian mạng này. Tất cả những gì tôi làm đều có mục đích, không thừa và không thiếu. Khi nào thì tỉnh và khi nào thì say. Tôi tự tiết chế được. Còn nói về tổng thể nha, chứ không nói về cụ thể một câu chuyện nào cả. Bởi vì tôi là bố đời của cái Lữ Bưng Bô. Phim dài tập mà. Đấy. Cảm xúc nó phải lúc nó tụt, lúc nó lên thì mới được. Lúc nào nó cứng ngắc lên thì mặc nó sao được quần. Thì thưa với ông Nguyễn Phương Hùng là tôi cùng ông đã không chung một chiến hào nhưng mà có chung một đích, đó là vả vào mõm thằng Hoàng Duy Hùng và thằng Trường Mõm Đông. Tôi và ông đã thỏa mãn rồi tính đến thời điểm này. Đó, chúng ta nói lời cảm ơn nhau và tôi cũng hành xử song phẳng vì tôi là công dân Việt Nam. Tôi gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là bác. Ông đã từng chửi cha tôi thì tôi chửi vợ ông. Nó bây giờ là hòa nhá. Đó. Còn chửi cha tôi tức là ông Hồ Chí Minh. Và bây giờ tôi chửi lại vợ ông, nếu vậy vợ ông ngang hàng với Hồ Chí Minh à? Càng nói tự nhiên từ xưa nay tôi rất nể nó Lê Thái, bây giờ càng nói nó càng lòi đó. Đi mang vợ người khác ra để mà ngang hàng với lại Hồ Chí Minh. Kể từ đây trở đi, tôi có là bạn của ông không? Ông có là bạn của tôi không? Đó là tùy mỗi người. Tự
cảm nhận nha. Đó, còn đường ông đi, đường tôi đi không có liên quan gì. Những ngày trước tôi gọi ông làm bố cũng là vũ khí để tôi làm cho thằng Xỉu Đá nó ói máu, bởi vì tôi biết thằng Xỉu Đá nó rất ghét ông và lũ Bưng Bô nó rất ghét ông, cho nên là tôi gọi ông làm bố cho nó khoái, khoái cái mồm tôi, nhưng mà đau lòng chúng nó, đấy cũng là vũ khí. Cho nên tôi đã từng tuyên bố mà, gọi giặc làm cha nhưng mà mình làm cha giặc. Đấy chưa, đó là giai đoạn trước thôi nhá. Xin lỗi các chị Lê Hằng thôi. Bắt đầu từ clip này, chương trình đêm nay của Lê Thái. Còn tự chúng ta quyết định mối quan hệ của chúng ta. Tôi đã sòng phẳng với ông, bắt đầu từ đây tôi không còn coi ông là kẻ thù của tôi, hay là tôi còn ấm ức, hậm hực gì vì cái tội ông chửi cha tôi, mà tôi lại chưa làm cho ông đau lòng, thì tôi phải mượn vợ ông để tôi làm phương tiện, tôi làm cho ông đau lòng. Thế là coi như là tôi cũng hơi hèn một tí, đấy, hơi thủ đoạn một tí, nhưng thôi kệ đi, đời người mà, nhá. Mình không phải lúc nào cũng trượng phu được, chơi nó hơi bựa một tí, tại vì ông tên là Hùng Bựa, thì bây giờ Thái cũng là bựa luôn. À, thì bây giờ ông chơi bảo tôi chơi là bựa thì như vậy thì giờ Lê Thái nó có tự Lê Thái quyết định nhé, nhá, chứ không phải tôi nhá. Tôi chưa làm gì hết. Thằng Hoàng Duy Hùng nó chửi là tan tành xú quách, trừ hồ từ Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu, Lê Duẩn tới ngay bây giờ đương thời đó này, nó mang cả chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra, nó tặng bằng liệt sĩ, rồi nó mang Phạm Minh Chính ông từ đâu mà ra nữa, nó mang Nguyễn Chí Vịnh ra là tại vì không biết nâng bi thằng Trung Quốc mà để trở thành bộ trưởng, nó mang tướng một mắt tự nhiên quên mất tên ra, nó bảo là dạy đánh giặc, nó mang dân biểu Lưu Bình Nhưỡng ra, nó bảo dạy làm dân biểu, trong khi nó chỉ là nghị viên, mà trong khi tôi thì tự nhiên khi không nó lại chửi tơi bời, còn hơn là thằng Hoàng Diêu. Hay là Thái Bẩn chơi với Hùng Bựa thì tùy ông. hiểu rồi, bị miệp luận. Nhưng thôi, hôm nay gác mấy cái chuyện nhỏ lại đi. Anh nhớ rồi, xong rồi tí sau. Hoặc là tí đây anh giải lao thì mình tính sau. Vậy là đề tài liên quan tới việc cũng có thể lý giải tại sao tôi chửi bà ca sĩ Lệ Hằng. Đấy, xin lỗi trong bây giờ lại. Để quý vị khán giả. Hôm nay cũng rõ hơn. Bởi vì tôi và ông Nguyễn Phương Hùng không hẹn mà gặp, có chung một mục đích nhá. Đích là thằng giặc. Thế còn cái lý do tại sao thì mỗi người có một lý do. Nhưng mà sau đây thì tôi lại mong ông Nguyễn Phương Hùng cùng có một lý do giống tôi, đó là thấy giặc của quê hương đất nước này thì đánh. Và tôi tin điều đó, bởi vì ông đã vì tôi mà nhẫn, chả thèm chửi thằng Lê Thái. Chứ ông thì ông sợ ai đâu mà ông không chửi. Nhất là ông Nguyễn Phương Hùng rất nóng tính. Mà ở tuổi ông bây giờ có cái gì cũng có rồi. Ông hơn ông là bố đời của thằng Hoàng Duy Hùng rồi. Vợ đẹp trẻ. Nhà cửa đề huề, con cái đàng hoàng, thành đạt. Bản thân ông đã được nhà nước Việt Nam dùng tiền mời ông về tới 27 lần, đi mênh mang khắp đất trời này tôi còn chưa được. Biết bao nhiêu triệu người dân còn mơ ước làm sao mà có thể đi ra ngoài Trường Sa được. Tôi đã đi một lần nhưng mà đi bằng tàu gỗ, tóm lại là đi chui. Đấy, nhưng mà chỉ đi đến vùng biển đó thôi. Đấy, đi đến vùng biển đó thôi. Chứ đâu có được đi chính thức bằng tàu HQ hay là tàu quân đội. Được nhà nước Việt Nam ân sủng như vậy thì tu 9 kiếp 10 đời trả ơn cho đất nước này, cho dân tộc này cũng chưa bao giờ là đủ. Ông Nguyễn Phương Hùng công nhận không nào? Đạo lý này chắc chắn ông Nguyễn Phương Hùng hiểu. Ông khác hẳn thằng Hoàng Duy Hùng. Mặt kên kên, thằng súc vật Hoàng Duy Hùng mò về cái đất nước này là một kẻ tội lỗi mà nó làm như nó là bố đời. Đái ỉa lên bàn thờ thằng Hoàng Duy Hùng với thằng Trưởng Mõm Lâm.
Còn ông Nguyễn Phương Hùng, tôi tin ông hiểu đạo lý này. Và ông đang làm tất cả những gì có thể để báo đáp được phần nào thì được tôi. Cho quê hương đất nước tôi, nơi ông sinh ra. Tôi đang bảo vệ quê hương đất nước này, cũng là nơi mà ông đã từng nói về đây không phải cần chỗ đứng mà là cần chỗ nằm. Hôm trước tại sao tôi nói đến chuyện là mồ mả, sống chết. Không phải là tôi coi thường ông, không phải là tôi nghĩ rằng... Đây là Lê Thái nghe lại cái clip mà tôi đã giải thích là tôi đâu cần mồ mả mà con cái tôi ở đây tại sao là qua mặt nó mà bây giờ Lê Thái lại cải chính ấy. Còn cái vấn đề mà Lê Thái nói rằng cái chuyện mà có ai bắt tôi phải yêu nước hay không, kiểu Lê Thái muốn hay không. Rồi có ai bắt Trần Hùng về Việt Nam phải đi gặp Lê Thái hay không. Rồi tại sao Lê Thái chửi tất cả các Việt Kiều, chửi hết cả một nắm Việt Kiều. Đấy. Như vậy là Lê Thái coi thường tất cả những người Việt Nam không cư ngụ tại trên đất nước Việt Nam. Đó là tự Lê Thái tìm ra câu trả lời cho mình, cái điều mà mình nói đúng hay sai. Còn có ai bắt tôi phải làm không? Thằng những thằng YouTube bây giờ những thằng như là Vũ Hoàng Lân này kia, nó có bậc ca tụng về đất nước đâu, nó có phải làm đâu, là tại vì nó còn đi kiếm cơm, nó còn kiếm thực phẩm giống như lúc nãy Lê Thái đưa ra đó. Nói ông Hùng làm báo mà đưa toàn là những thức ăn ra, ám chỉ rằng tôi làm báo để kiếm view đúng không? Nhưng mà tôi đã đâu kiếm view của Lê Thái Nổ đâu, tôi không lấy một đồng nào Lê Thái Nổ đấy không? Kênh của Lê Thái Nổ không có quảng cáo, tại vì tôi không cho quảng cáo. Ông và bà ca sĩ Lệ Hằng về đây để chết. Chết gì ở đây, đúng không? Chết ở Mỹ thôi. Nhưng đó cũng là câu chuyện đạo lý đấy. Không bỗng dưng mà tôi nói. Tôi nói rằng bản thân anh em chúng tôi đã lo được cho cha mẹ mình mặc dù còn sống nhưng mà đã có nơi chôn rồi đấy, mà tôi lại nói câu chuyện này với vợ chồng ông bà phải là những người có tình có tâm mới hiểu những gì tôi nói. Đang xúc vật lắm sao nó hiểu được, nhưng tôi tin ông Nguyễn Phương Hùng hiểu và chắc ông hiểu ông mới không chửi tôi. Rồi thôi không lan man nữa, đàn ông nói ít hiểu nhiều. À, một lần nữa xin lỗi ca sĩ Lệ Hằng, vợ chú Nguyễn Phương Hùng. Từ đây trở đi tôi sẽ gọi là chú Nguyễn Phương Hùng theo đúng nghĩa đen chú cháu nha. Mối quan hệ trên là trên, dưới là dưới, không dám thì là rất là trân trọng những gì chú Nguyễn Phương Hùng coi như đã gián tiếp dạy cháu hai bài học về chữ nhân. Lần trước cháu cũng chửi chú cũng chẳng bầu gì. Rồi chú cháu mình vô tình lại có chung cái đích và thằng Mõm Lông với thằng Hoàng Duy Hùng văng hết răng ra ngoài. Phải nói là rất mạnh mẽ. Chúng ta đã vận dụng sức mạnh của nhau rất tốt. Và bây giờ đã lòi ra đằng sau Hoàng Duy Hùng là ai. Công lao này, riêng cá nhân cháu rất thừa nhận. Cảm ơn chú Nguyễn Phương Hùng và cô ca sĩ Lệ Hằng rất nhiều. Còn bắt đầu từ đây, đó, đường ai nấy đi. Cháu và chú không có liên quan gì cả. Nha. Cái kênh chú lập ra đó thì nó không khó khăn gì. Nhưng cháu muốn lấy chính những cái gì là công sức của chú để đánh những thằng cháu cũng coi nó là giặc. Đó chính là thằng Hoàng Duy Hùng. Mà cái đám bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng nó coi chú là giặc. Thì tạm khái niệm là cháu gọi chú là giặc. Cháu gọi chú làm cha, tức là gọi giặc làm cha. Nhưng mà giai đoạn đó cháu còn làm cha của chú. Bởi vì cuối cùng bây giờ cháu cũng đạt được những mục đích mà cháu cần. Tức là trừ đúng không? Chú cháu mình đã đạt được mục đích mà chúng ta cần. Chú không dám nói gì. Mỗi người thỏa mãn rồi. Giờ vui vẻ, sòng phẳng. Không ai nợ ai. Chơi một cuộc chơi khác. Phim bây giờ đã sang một giai đoạn khác rồi. Có kẻ thù mới rồi. Kẻ thù trong mặt kép. Chú Nguyễn Phương Hùng nha. À, chú cháu mình là nói chuyện với nhau cực kỳ đàn ông và cực kỳ sòng phẳng. Cái gì cháu dở thì cháu rút kinh nghiệm, sai sửa, nói những lời thực sự là chân thành. Cháu chơi là phủi lắm ạ. À.
không phải luồn lách lươn lẹo gì như cái lũ Bưng Bô. Vâng, thưa các bạn, tôi hy vọng đây là cái video cuối cùng nói về vấn đề Lê Thái. Và tôi nghĩ rằng cái này là tất cả mọi người, tôi không trách Lê Thái, mà tôi trách những người đứng sau lưng Lê Thái áp lực để làm cái chuyện đó. Và tôi thấy rằng điều đó không đúng. Và những người đó biết là không đúng. Và chính Lê Thái cũng biết là không đúng. Nhưng mà trong cái sự mà xin lỗi ấy, cái video sau này các bạn thấy rằng Lê Thái vẫn còn giữ một cái vị trí kiêu căng, phải nói rằng là kiêu căng, tự phụ, bố đời. Đấy. Xin lỗi là tại vì cảm thấy rằng đã không làm đúng với ca sĩ Lệ Hằng. Nhưng mà không ca xin lỗi thật sự, mà chỉ nói rằng là chửi, để chửi chồng ca sĩ Lệ Hằng. Cái này cũng lại giống bà Phùng Thị Châu nữa. Phùng Thị Châu gọi điện thoại nói với Lệ, là nói Lệ Hằng mà lại chửi thằng chồng người ta. Chứ họ ai mà nghe được. Thì một người chồng mà đã sống nhau nha, mà cái ngoài 30 năm với nhau như vậy mà bây giờ lại đi chửi chồng người ta như vậy thì người ta có chấp nhận được hay không? Thì tôi mong rằng mọi người sẽ tự đánh giá. Và hiện tại bây giờ tôi không ngờ con số người hãy còn rất là cao, 148 người cho giờ phút này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi 3 tiếng đồng hồ vừa rồi trong cái một cái clip cũng như lời bình luận khá dài. Vâng, chào các bạn. Chào bạn Quang Nguyễn. Chào anh Việt, cố gắng giữ mối quan hệ tốt. Cái đó thì tùy theo Lê Thái, còn tôi thì không có gì thay đổi hết. Phạm Huy Phương. Không biết là bạn này là ai, không có mặc áo. Quang Nguyễn không mặc áo. Vâng, xin lỗi, xin phép. Tạm biệt và hẹn ngày mai.